Cả nhà shop tiếp tục lên các cái kẹo dừa từ Bến Tre cả nhà ơi. Chiều nay thì shop vừa mới lên các cái kẹo dừa truyền thống ha. Thì đây là một cái thùng hàng 30 kg mà shop lên chiều nay nè. Đây là các cái loại kẹo dừa nè. Đó thì bây giờ là shop sẽ cùng với cả nhà mình khui cái thùng hàng này ra ha. Hôm qua là shop đã lên kẹo dừa dứa non rồi. Thì bữa nay là shop tiếp tục lên những cái kẹo dừa truyền thống của Bến Tre. Đó. Thì đây shop sẽ khui cái thùng hàng này cho cả nhà mình xem thử coi ở trong này có những cái gì ha. Rồi vậy là bây giờ đây cả nhà mình có thể thấy đây nè, đó đây là kẹo dừa truyền thống của shop nè, đó đây rất là đẹp ha cả nhà. Thì đây đây là kẹo dừa truyền thống của shop nè, thì shop đang bán một cái túi mít các cái vị như vậy đó. Thì ở trong này là mình có kẹo dừa truyền thống nè, kẹo dừa dứa nè, kẹo dừa gấc nè, kẹo dừa cacao nè, đó rất là nhiều những cái viên kẹo khác nhau. Rồi vậy thì bây giờ shop sẽ cùng với cả nhà mình khui thử coi cái kẹo dừa này sao nha. Bây giờ shop sẽ lấy một cái viên kẹo ra, đây là cái kẹo dừa truyền thống nè, cả nhà thấy không, nó đựng ở trong từng cái túi riêng biệt với nhau, cái đó mình sử dụng mình rất là dễ sử dụng ha. Rồi bây giờ mình khui một cái kẹo dừa, một cái viên này ra thử cho cả nhà mình xem nè. Đó thì cả nhà thấy là ở trong cái viên kẹo này nè, nó còn đựng ở trong một cái túi, một cái hộp ni lông nữa nha cả nhà. Đây cả nhà thấy nè. Đó và cái viên kẹo này á, ngoài ra thì nó được bao vào ở bên trong một cái bánh tráng nữa. Đây cả nhà thấy nè, nó bao vào trong bánh tráng nè. Do đó ở đây mình có thể dùng luôn cái bánh tráng này và cái viên kẹo này là không có bị cứng nha cả nhà. Ở bên trong này nó có đậu phộng nữa. Do cả nhà thấy không? Nó rất là mềm dẻo nè. Đây shop đang bóp nè, rất là mềm dẻo và ăn không hề bị dính răng nha. Thì đây là cái viên kẹo dừa truyền thống của shop nè. Rồi bây giờ shop sẽ khui một cái viên kẹo dừa dứa cho cả nhà mình xem thử. Vậy là bây giờ ở đây nè, đây shop sẽ lấy một cái viên kẹo dừa dứa ra shop khui cho cả nhà mình coi thử ha. Rồi đây, vậy thì đối với cái viên kẹo dừa dứa này đó, cả nhà cũng thấy là cũng giống như cái viên kẹo dừa truyền thống hồi nãy, là ở đây nó cũng đựng ở trong một cái hộp riêng nè, đó một cái túi ni lông riêng như vậy, và cũng là có một cái bánh tráng nó bao ở ngoài ha. Và viên kẹo này rất là thơm cái mùi dứa nha, và rất là mềm dẻo nha cả nhà. Ở đây nè, ở cả nhà mình thấy không, nó rất là dẻo và nó không hề bị dính tay, hoặc là mình ăn thì không bị dính răng. Đây là một cái loại kẹo kẹo rất là ngon của Bến Tre luôn. Thì shop ngoài ra shop còn rất rất là nhiều những cái loại kẹo khác nữa. Đây ở trong cái này thì đối với kẹo này thì shop bán là cái dạng mix vị nha cả nhà. Đó chúng ta có hoa đậu biếc nè, chúng ta có cacao nè, chúng ta có nguyên chất nè, chúng ta có kẹo dừa gấc nè ha. Chúng rồi shop rất là mong nhận được những cái đơn hàng về kẹo dừa của shop cả từ cả nhà mình ha. Cảm ơn cả nhà.